Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay thì hàng đẹp thì mình cũng bán hết rồi. Hôm nay ngồi buồn quá, nhảy vào trong kho lôi cái con này ra. Thì phải nói là mình là người hay chơi cái máy đẹp, nhưng mà gặp cái con này thì nó phải nói là nó quá là xấu, chứ không phải là xấu nữa. Đây, rất là xấu. Nhưng mà đổi ngược lại thì thứ nhất về mặt táp lô con này rất là đẹp luôn. Cái thứ hai của nó, máy của nó rất là khỏe. Đấy, thì con này đây mình sẽ cho test một ấm siêu tốc này, 1500W và một cái nồi cơm điện 700W. Thì sau cái video này, cái con này thì có thể chạy được một cái máy lạnh 12.000 BTU không inverter, không inverter nhé, máy cơ nhé mọi người nhé, chạy được thoải mái. Thì sau cái video này thì mình sẽ test tải cái điều hòa và tất cả thiết bị điện trong gia đình cho mọi người xem nhé. Thì đây, thì bây giờ mình sẽ giật nổ và test tải cho mọi người xem. Điện 220 nhá. Bật một ấm siêu tốc này. Con này thì nó là chạy AVR nên là điện của nó cho ra rất ổn định luôn nhá mọi người nhá. Đây, nó ngụt mất có 3V này, 220V này. Bây giờ còn 217V. Tần số chuẩn luôn nhá, tần số 50Hz luôn nhá mọi người nhá. Con này thì nó chạy AVR nên là tần số này và nó cho ra điện rất là ổn định và khỏe luôn. Đấy, thì con này thì phải nói là nó xấu, nhưng mà đổi lại cái xấu thì máy của nó rất là đẹp luôn. Đây. Sau cái video này mình sẽ test tải một cái máy lạnh 12.000 BTU của Panasonic luôn nhá. Máy cơ luôn. À đây này, 6.5A. Bây giờ mình sẽ bật một cái nồi cơm điện này 700W cho mọi người xem nhá. Đây. 9.8A, 9.7A luôn mọi người nhá. Rất là khỏe luôn này. Điện nó từ 217 xuống còn 214, cũng mất 3V. Thì tức là một cái ấm siêu tốc và một cái nồi cơm điện này nó mất 6V nhá mọi người nhá. 6V thì đối với điện của máy phát điện là 6V thì không vấn đề gì rồi. Đây, rất khỏe luôn. Ở đây không một tí khói nào nhá. Đấy, không một tí khói nào luôn. Đấy, điện đây nhá, 214. Đấy, nước cái này thì mình đã test của nó 2-3 tiếng rồi nên là máy móc các thứ thì ok rồi. Đây, nước sủi nhá mọi người nhá. Đây, rồi cơm điện vẫn bật. Đấy. Đây, tần số của nó vẫn 50Hz nhá mọi người nhá. Đấy, điện đấy. Con này rất là khỏe luôn. Anh em nào cần thì liên hệ mình luôn nhá. Con này thì mình để giá sát vụ thôi. Mình bán cái này giá sát vụ bởi vì là nó là hàng trong kho nên là anh em nào thích mua hay thích chơi thì chơi, mình để lại cho nhá. Con này dùng máy lạnh 12.000 BTU thoải mái luôn, 12.000 BTU cơ luôn nhá mọi người nhá. Đây này, rất sử dụng tục. Đây, rồi cơm điện lên bán luôn này.
đây mình sẽ xin tạm dừng cái phần test tải ở đây. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Thì sau cái video này thì mình sẽ test cái điều hòa 12.000 Panasonic cho mọi người xem nhé, để mọi người đánh giá. Xin cảm ơn.